Xin chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng của bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin chiều nay. tại xóm Thin Tẳng xã Bình Dương, huyện Hòa An, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với công đoàn các cấp tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn 2024. Tham dự có đồng chí Hà Nhật Lệ, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và một số sở ngành, tổ chức chính trị xã hội của tỉnh. Lớn, Những năm qua, phong trào Tết trồng cây đời đời, đời nhớ ơn Bác Hồ đã trở thành truyền thống tốt đẹp, năm là trách nhiệm của toàn xã hội. Tết trồng cây là hoạt động thường niên của Liên đoàn Lao động tỉnh, góp phần lan tỏa trồng và bảo vệ, chăm sóc cây xanh, cũng như thực hiện kế hoạch trồng 1 tỷ cây xanh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và 350 cán bộ viên chức người lao động thuộc công đoàn ngành, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giáo dục và đào tạo, y tế, công đoàn viên chức tỉnh. Các công đoàn cơ sở trực thuộc đã trồng 2.000 cây keo lai cấy mô trên diện tích 1,3 hecta tại xóm Thiên Tẳng, xã Bình Dương, huyện Hòa An. Đây là phong trào thi đua thiết thực hiệu quả của các cấp công đoàn trong toàn tỉnh, là một trong những hành động của mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sau khi hoàn thành việc trồng cây, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp nhận và bàn giao cho người dân và chính quyền địa phương quản lý, chăm sóc, đảm bảo cho cây phát triển tốt. Nhằm góp phần phục vụ nhân dân vui xuân, xã Trí Viễn, huyện Trung Khánh đã tổ chức nhiều hoạt động thể thao, mừng đảng, mừng xuân, thu hút nhân dân các địa phương tham dự. Nhiều hoạt động thể thao vui xuân, bao gồm các môn thể thao truyền thống như đá bóng nam 7 người, bịt mắt bắt vịt, tung còn, lai cỏ, đẩy gậy, đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia cổ vũ. Thông qua giải thể thao nhằm tạo không khí vui tươi sôi nổi, động viên cổ vũ cán bộ, công chức viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn xã tích cực lao động sản xuất, công tác học tập, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương năm 2024 ngay từ những ngày đầu năm mới. Đây cũng là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao ngày càng phát triển. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao thưởng cho các đội có thành tích xuất sắc xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm vừa tổ chức lễ hội trọi bò để lựa chọn ra những chú bò xuất sắc nhất tham gia lễ hội chọi bò cấp huyện sắp tới. Theo đó, 25 chú bò trọi chia thành hai hạng cân, gồm 18 chú bò hạng B từ 415 kg trở xuống và 10 chú bò hạng A cân nặng trên 420 kg. Trong suốt quá trình thi đấu, những cuộc trọi bò mang đến sự háo hức, hồi hộp, phân khích cho du khách và đồng bào các dân tộc nơi đây. Vì thế lễ hội trọi bò đã trở thành một phần văn hóa tinh thần đặc sắc ở huyện Bảo Lâm, được xem như là biểu tượng của sức mạnh của đàn vật nuôi. Trong số những chú bò tham gia, ban tổ chức sẽ lựa chọn những đấu sĩ bò xuất sắc nhất tham gia lễ hội trọi bò cấp huyện năm 2024 sắp tới. Từ đó tôn vinh những hộ gia đình nuôi bò giỏi, được giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ kỹ thuật kinh nghiệm trong chăn nuôi bò, thúc đẩy người dân hăng hái lao động sản xuất chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình để giảm nghèo nhanh và bền vững. Ngoài những trận trọi đầy kinh tính, lễ hội còn đặc sắc bởi các hoạt động giao lưu văn hóa, giới thiệu đặc sản địa phương, các trò chơi dân gian là dịp để nhân dân giao lưu văn hóa và giữ gìn di sản truyền thống. Trong những ngày đầu xuân giáp thìn, huyện Hà Quảng đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao thu hút đông đảo người dân tham gia. Nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao như tung còn, kéo co, bịt mắt, đánh bóng, bóng đá, cờ tướng, bóng chuyển hơi, chạy bò do các xã thị trấn phối hợp với các đơn vị tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu vui xuân đón Tết của nhân dân. Đây là hoạt động có ý nghĩa không chỉ tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho các tầng lớp nhân dân mà còn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống, cổ vũ động viên nhân dân tích cực học tập, lao động sản xuất. Trước đó, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch thành lập đoàn kiểm tra các hoạt động kinh doanh, kịp thời xử lý các loại văn hóa phẩm có nội dung đồi trụy, cấm lưu hành cũng như những hành vi tiêu cực phi văn hóa góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về tổ chức lễ hội, tạo môi trường xã hội lành mạnh. Tiếp theo sau đây như thực lệ sẽ là thông tin trong nước và quốc tế. Sáng ngày 19 tháng 2 tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, bao gồm Luật đất đai sửa đổi, Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Theo đó căn cứ điều 88 và điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ điều 80 của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch nước công bố luật đất đai và luật các tổ chức tín dụng đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua ngày 18 tháng 1 năm 2023. Luật đất đai sửa đổi gồm 16 chương, 260 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, trừ một số điều khoản quy định cụ thể. Đáng chú ý, luật bỏ quy định về khung giá đất của chính phủ, quy định cụ thể nguyên tắc căn cứ, phương pháp định giá đất, quy định bảng giá đất được xây dựng hàng năm. Bảng giá đất lần đầu được công bố và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, được điều chỉnh sửa đổi bổ sung từ ngày 1 tháng 1 của năm tiếp theo. Việc xây dựng bảng giá đất theo vùng giá trị, thửa đất chuẩn đối với khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất. Luật quy định cụ thể thời điểm xác định giá đất, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với từng trường hợp giao đất cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất chuyển hình thức sử dụng đất, điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất mà làm thay đổi diện tích, mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phải ban hành quyết định giá đất cụ thể trong thời gian không quá 180 ngày kể từ thời điểm xác định giá đất. Bổ sung quy định tiền thuê đất hàng năm được áp dụng ổn định cho chu kỳ 5 năm tính từ thời điểm nhà nước quyết định cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Phân cấp thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định cụ thể 4 phương pháp định giá đất trong luật, quy định điều kiện áp dụng đối với từng phương pháp định giá đất. Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi gồm 15 chương 210 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Luật quy định việc thành lập tổ chức hoạt động can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể, phá sản tổ chức tín dụng. Việc thành lập tổ chức hoạt động can thiệp sớm, giải thể, chấm dứt hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, việc thành lập hoạt động của văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng, việc xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mà nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ có chức năng mua bán, xử lý nợ. Vía thần tài trong những ngày vừa qua, nhất là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lượng khách đến mua vàng được ghi nhận đông hơn cùng kỳ năm ngoái. Các sản phẩm vàng mang hình tượng rồng và thần tài đã được bày bán, cũng là một trong những sản phẩm được nhiều người lựa chọn. Theo ghi nhận tại cửa hàng vàng bạc đá quý, lượng khách đến mua vàng trong những ngày qua đã tăng từ 30 đến 40% so với thời điểm trước Tết Nguyên đán. Bên cạnh các sản phẩm vàng truyền thống, các sản phẩm khác như đĩnh vàng tài lộc cũng rất được ưa chuộng. Các mẫu sản phẩm vàng năm nay phục vụ đủ các phân khúc khách hàng đại chúng từ thấp tới cao. Như với sản phẩm thẻ bài 24K có trọng lượng nhỏ hình rồng và thần tài có mức giá thấp nhất từ 650.000 đồng. Đại diện các doanh nghiệp kinh doanh vàng cho biết một trong những lý do người dân mua vàng ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là do ngày vía thần tài năm nay rơi vào ngày thứ hai đầu tuần, mặc dù giá năm nay cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Hiện nay thị trường vàng trong nước là một chủ đề rất được quan tâm. Cuối năm 2023, giá vàng trong nước tranh với thế giới tới 20 triệu. Bộ cơ quan quản lý có biện pháp thanh tra hoạt động mua bán vàng miếng và nguyên liệu. Trước tình hình đó, ngày 15 tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành chỉ thị số 06 yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tổng kết Nghị định 24 và có giải pháp quản lý thị trường này trong quý 1 cùng với cải cách tiền lương của 2,8 triệu cán bộ công chức viên chức bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất mức điều chỉnh lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 khoảng 8%. Theo báo cáo của bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến tháng 12 năm 2023, cả nước có gần 2,8 triệu cán bộ công chức viên chức, không bao gồm khối lực lượng vũ trang đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong số này, 80% là hưởng lương từ ngân sách và 20% hưởng lương tại đơn vị tự chủ một phần, toàn phần. Từ thực tế trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam dự kiến, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, tăng mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bình quân thêm khoảng 54,89% và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội là 25%. Khi áp dụng mức tăng mới, số tiền thu bảo hiểm xã hội tăng thêm trong một năm là 31.728 tỷ đồng. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, với cách tính mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu trợ cấp một lần, theo đề xuất, thì bình quân 5 năm mức lương hưu của người lao động tăng khoảng 1,5%, chưa tính đến yếu tố trượt giá. Đồng thời lương hưu của người nghỉ sau ngày 1 tháng 7 năm 2024 chỉ tăng 0,13% so với người nghỉ hưu tháng 6 năm 2024. Thực tế, mức điều chỉnh lương hưu tại năm 2004-2005 chỉ khoảng 10%, thời điểm thay đổi thang bảng lương toàn diện của người lao động trong khu vực nhà nước. Cùng với việc xét yếu tố trượt giá vào điều chỉnh lương hưu và tăng trưởng kinh tế năm 2023, theo quy định, Tại Điều 57 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất mức điều chỉnh lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 khoảng 8% là phù hợp. Đề xuất trên căn cứ mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng năm 2023 là 3,25% và tăng trưởng kinh tế năm 2023 là 5,05%. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, điều này sẽ giúp giảm bớt sự tranh lệch giữa người hưởng lương hưu trước cải cách tiền lương và người hưởng lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 trở đi với mức điều chỉnh đề xuất 8%, dự kiến 6 tháng cuối năm 2024, kinh phí thực hiện điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngân sách nhà nước tăng khoảng 1.900 tỷ đồng. Trường hợp điều chỉnh bổ sung đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng sau khi điều chỉnh theo mức 8%, dưới 3,5 triệu đồng một tháng, thì kinh phí tăng thêm khoảng 50 tỷ đồng. Bên cạnh đó, kinh phí điều chỉnh của Quỹ Bảo hiểm xã hội tăng khoảng 6.900 tỷ đồng. chuyển sang tìm quốc tế, số cặp đôi Nhật Bản kết hôn vào năm 2023 lần đầu tiên giảm xuống dưới con số 500.000 sau 90 năm. Nguyên nhân là do nhiều người phải chật vật trong việc tìm kiếm bạn tâm giao của mình trong thời kỳ đại dịch Covid-19 và những lo ngại về tài chính đè nặng lên tâm trí giới trẻ. Nội các Nhật Bản đã thông qua dự luật mở rộng các biện pháp nhằm đảo ngược tỷ lệ sinh đang giảm. Dự luật bao gồm tăng cường trợ cấp cho trẻ em và trợ cấp nghỉ phép chăm sóc trẻ với kinh phí khoảng 3.600 tỷ yên, khoảng 24 tỷ đô la Mỹ mỗi năm kể từ năm tài chính 2026. Bộ Y tế Nhật Bản cho biết nước này ghi nhận 504.878 lượt đăng ký kết hôn vào năm 2022, con số này là 706.000 vào năm 2010 và 798.000 trong năm 2000. Theo đó, số cuộc kết hôn đã giảm 37% trong vòng hơn 2 thập niên qua. Một cuộc khảo sát của Viện Dân số và An sinh Xã hội Quốc gia Nhật Bản được công bố vào năm 2022 cho thấy 17,3% nam giới và 14,6% phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến 34 cho biết họ không có ý định kết hôn, tỷ lệ cao nhất kể từ khi khảo sát này được thực hiện lần đầu tiên vào năm 1982. Bản tin 16 giờ hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào và hẹn gặp lại.